Hello mọi người, lại là một cái buổi sáng Sài Gòn cuối tuần rất là se se lạnh. Thì hôm nay mình đã đi ra Pasteur để uống cà phê, để tận hưởng cái không khí ở Sài Gòn buổi sáng nó như thế nào. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói tới đó chính là việc trà và cà phê ảnh hưởng đến mụn của bạn như thế nào. Nếu mà bạn cảm thấy nó không liên quan nhưng mà thật sự nó rất là liên quan luôn. Ý là mọi người ai cũng sẽ có thói quen uống trà và cà phê. Ở Việt Nam thì trà và cà phê nó là một cái đặc sản ở Việt Nam rồi. Thì bạn sẽ luôn luôn khi mà đi ra ngoài đường bạn sẽ thấy bán cà phê, bán trà. Sẽ có những bạn là có thói quen uống trà và cà phê mỗi ngày luôn. Mình thì mình không có nghiện cà phê. Ví dụ chẳng hạn như là cuối tuần hoặc là một tuần hoặc là 2-3 tuần mình mới đi uống cà phê một lần. Còn trà là thật sự là mình bị nghiện á, mình nghiện một thời gian dài luôn á. Thì sau khi mà mình bị nghiện một thời gian dài, ban đầu mình sẽ không nghĩ là nó liên quan đến nhau đâu. Tại vì khi mà research những cái nghiên cứu ở những cái bài báo ở trên mạng á, thì bạn sẽ thấy là trà và cà phê là có chứa chất chống oxy hóa rất là nhiều, sẽ giúp cho cơ thể mình kháng viêm và sẽ rất là tốt, sẽ giúp trẻ hóa. Nhưng mà thật sự khi mà uống trà một thời gian dài và uống cà phê, có một đợt hàng uống cà phê tầm một tuần trở đi, và hàng thấy cái tác hại của nó đến mụn như thế nào. Và mình chắc chắn là những bạn mà đang nghiện trà và cà phê chắc chắn nên phải coi video clip này để mình giảm cái sự nghiện của mình xuống. Thì đầu tiên mình sẽ xin nói về cà phê trước. Cà phê là một loại thức uống có chất chống oxy hóa rất là giàu. Chất chống oxy hóa thì khi mà chẳng hạn như mình uống vào cơ thể thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là, nói chung là chống già, là tại vì có chất chống oxy hóa mà. Nhưng mà chẳng hạn như các bạn sử dụng hoài lâu dài, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Khi mà một lượng cà phê lớn mà khi vào cơ thể của bạn á, thì nó sẽ tăng cái lượng cortisol ở trong cơ thể của bạn, tức là cái hormone căng thẳng á. Khi mà hormone căng thẳng nó tăng lên nhiều và nó sẽ kích thích tuyến dầu. Khi mà tuyến dầu mà tiết ra nhiều thì nó sẽ kích thích gây mụn. Và cái hậu quả là đợt trước một tuần hàng uống cà phê liên tục, tại vì lúc đó hàng gặp bạn bè nhiều á, cái mụn nổi này đầy cổ luôn á, nổi mụn đầy cổ luôn, và có nổi mụn bao quanh hàm nữa. Nhưng mà khi mà các bạn đọc trên báo này nọ mà họ sẽ nói là cà phê sẽ có thể chống mụn được cho các bạn tại vì nó có chất chống oxy hóa, nhưng mà với cái kinh nghiệm thực tế là mình uống cà phê liên tục một tuần và mình đã xem những cái review ở trên Reddit và acne.org thì rất nhiều người đã chữa trị mụn nhờ kiêng đường, sữa và cà phê. Các bạn tin không, nó là một cái sự ảnh hưởng đến làn da của bạn rất là nhiều luôn. Mình sẽ share cho các bạn những cái đường link mà mọi người review về cà phê đã ảnh hưởng đến làn da của họ như thế nào. Nếu mà chẳng hạn như các bạn uống lâu lâu, một tuần hai tuần uống vẫn được không sao cả, tại vì nó là một cái lượng ít. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như các bạn bổ sung nó hàng ngày thì chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng đến làn da của các bạn và sẽ gây ảnh hưởng đến cái mụn và làn da khô ráp xỉn của các bạn. Thì cho nên là chẳng hạn như các bạn nào bị nghiện cà phê thì hãy chú ý đến cái vấn đề này để có thể điều chỉnh cái chế độ thức uống, thức ăn hàng ngày làm sao để cho nó phù hợp và nó sẽ giúp ích cho làn da của mình tốt nhất. Tiếp theo mình muốn nói đến cái món trà, là cái món khoái khẩu của những bạn nữ, trà sữa, trà Phúc Long. Mình là một cái tín đồ nghiện trà Phúc Long nha. Nói chung là hồi xưa hàng ngày, ngày nào mình cũng uống trà Lại Đáng Thơm hết luôn á. Thì tuy nhiên một thời gian dài, tại vì mình khi mà mình bị stress hoặc là mình buồn cái gì trong cuộc sống á, tự nhiên cái mình uống trà mình cảm thấy nó rực người mình lại á, nhưng mà mình cảm thấy mình sảng khoái, mình giảm stress nhờ cái uống trà luôn á. Tuy nhiên một thời gian dài khi mà hàng uống trà và các bạn biết gì không, thì mình không bị nổi mụn. Tuy nhiên khi mà một thời gian dài mình uống trà, mình bị thiếu sắt rất là nhiều luôn, và thiếu sắt và khó hấp thụ vitamin B9, từ đó cái tóc mình nó bị bạc luôn á các bạn. Sau này khi mà mình xem nhiều cái bài báo, tại vì có những cái bài content ở trên mạng đó, nó giống như nó chung chung, nó copy từ cái người này qua người kia và không có qua cái trải nghiệm thực tế, cho nên là nó sẽ không có đúng. Thật sự là nó không đúng luôn, bởi vì các bạn research ở trên mạng, các bạn cần nên để ý, các bạn cần phải phối hợp giữa nhiều nguồn thông tin và các bạn kiểm chứng với bản thân mình nữa. Thì cũng có nhiều bài báo nói là trà là cái chất chống oxy hóa, nó có thể giúp bạn giảm mụn. Tuy nhiên không phải nha các bạn, khi mà các bạn uống trà, mà đặc biệt là uống trà sau khi ăn á, nó sẽ có cái chất làm giảm hấp thụ sắt, làm giảm hấp thụ sắt của các bạn, thì cho nên là các bạn sẽ rất dễ dàng bị cái bệnh thiếu máu. Và nếu mà uống trà thường xuyên thì nhất là trà đen, trà xanh đó, nó sẽ cung cấp với một cái lượng flo lớn trong cơ thể, thì khi mà lượng flo lớn trong cơ thể nó cũng sẽ gây ra mụn cho các bạn nữa. Thì có người là bị mụn, tuy nhiên mình thì không bị mụn bởi trà, bây giờ mình uống hoài. Nhưng mà
Nhưng mà sau này khi mà Hằng biết, Hằng thấy là à mình có bị bạc tóc. Tại vì thật sự mình tới cái tuổi mình thấy cũng có nhiều người đâu bị bạc tóc đâu, mà sao mình lại bị bạc. Rồi sau đó mình mới để ý là khi mình bổ sung sắt và B9 á, là folate á, thì tóc mình nó đen trở lại chứ không phải là do già. Thì cho nên là lúc đó, và khi mà mình đọc nhiều nguồn thông tin nghiên cứu á, thì mình mới thấy là à đúng là cái trà nó sẽ cung cấp nhiều floor nè, rồi giảm hấp thụ sắt nè. Nói chung là đại khái là các bạn sẽ bị giảm cái sự hấp thụ khoáng chất trong những cái khẩu phần ăn dinh dưỡng của các bạn. Cho nên là đặc biệt là trà sữa là nó còn cung cấp đường, và đường tinh chế nó sẽ làm cho các bạn thêm mụn nhiều nữa, tại vì nó tăng cái insulin máu trong cơ thể của các bạn đó, thì nó sẽ kích thích gây mụn. Thì cho nên là trà thì nói chung cái gì nhiều quá cũng không tốt, các bạn nên uống ví dụ như một tuần một hai lần thôi. Thì mình, các bạn biết không, cái sự nghiện một cái gì đó, phụ thuộc một cái gì đó nó kiêng rất là khó, đâu phải là mình nói là cắt bỏ hoàn toàn là mình sẽ cắt bỏ được đâu. Tại vì cái đó nó sẽ liên quan về tâm lý học, về cái sự thỏa mãn cái bộ não mình, mà khi mà mình uống những cái thực phẩm đó. Thì cho nên là khi mà mình giảm, mình cũng phải giảm từ từ chứ không thể nào mà giảm hoàn toàn được. Như lúc trước là một ngày nào mình cũng uống trà luôn á, thì sau khi mà mình biết đến cái vấn đề đó mà nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mình, thì mình giảm lại là ví dụ như là một tuần 3 lần. Thì bây giờ mình đã giảm xuống là một tuần còn 1-2 lần rồi. Thì sau này có thể là 2-3 tuần mình sẽ uống một lần. Nếu mà chẳng hạn như các bạn đi gặp bạn bè gì đó, thì các bạn có thể thay thế nó bằng nước ép. Nước ép rất là tốt, nước ép có nhiều vitamin C. Thì các bạn khi mà uống trong cơ thể nó sẽ có vitamin C, khi mà bạn vào cơ thể đúng không, nó sẽ là một chất chống oxy hóa. Ngoài ra khi mà các bạn ăn uống thực phẩm, nó sẽ giúp các bạn hấp thu chất sắt nhiều. Tuy là nước ép nó không có ngon bằng trà và cà phê, mà cái đó là mình chia sẻ thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề là mình sẽ kiêng trà và cà phê như thế nào. Đâu phải mình nói một cái là mình sẽ cắt được đâu, đúng không? Thì khi mà mình đọc rất là nhiều cái sách tâm lý, và kể cả mình xem những cái kênh về tâm linh nữa, mình hay xem cái kênh xanh lá tarot đó, thì khi mà phân tích ra mình mới hiểu được tại sao người ta lại nghĩ một cái gì đó. Ví dụ như hiện nghiện những cái thói quen xấu, ví dụ như là xem tivi hay chơi game gì đó, thì rất là dễ, tại vì nó xấu, đúng không? Xấu thì các bạn nó xấu, okay, những cái thói quen này không tốt nên các bạn nên bỏ đi. Còn những cái thói quen vô thưởng vô phạt như các bạn nghiện ăn ớt nè, đi đâu các bạn có ớt bạn cũng phải ăn, hoặc là uống trà và cà phê ngày nào bạn cũng phải uống. Rồi nghiện đọc sách, cái đó cũng là một sự nghiện nha. Nghiện đọc sách là nói chung là lúc nào cũng phải đọc sách, không đọc sách chịu không nổi. Cái sự nghiện tức là không có là chịu không nổi. Còn ví dụ chẳng hạn như là bạn có cũng được hoặc không có cũng được, thì cái đó không phải là sự nghiện. Thì khi mà mình nhận ra được cái sự nghiện đó, nó liên quan đến cái vấn đề là mình bám vào một cái gì đó ở, tức là mình cảm thấy là không cảm thấy thoải mái, và mình muốn bám vào cái đó để mình cảm thấy thoải mái. Như là, cho nên là các bạn cần phải quan sát cái cảm giác của mình khi mà uống trà và cà phê. Nếu thường là mình uống á, mình sẽ cảm nhận cái cảm giác mình uống như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như uống trà, trời, mình cảm thấy mình rụt người luôn, mình cảm thấy là nó tỉnh táo người trở lại. Đó là cái sự tác động của cái chất kích thích vào cái bộ não của mình, và cái bộ não của mình nghiện cái cảm giác đó. Cho nên là mình mới hay uống cái thức uống đó, và mình thích những cái thức uống lạnh. Cho nên là mình mới có cảm giác đó. Thì để mà cai nghiện, đầu tiên là các bạn cần phải nhận ra là à mình đang bị nghiện trà hoặc là cà phê trước đã. Tức là mình phải nhận ra được cái cảm giác đó. Rồi khi mà mình quan sát là khi mà mình uống trà và cà phê mình cảm thấy như thế nào, còn nếu mà bình thường mà mình không uống là mình cảm thấy như thế nào. Tức là có một cái cảm giác, hai cái sự cảm giác khác nhau. Và khi mà các bạn quan sát cái cảm giác đó đủ nhiều, và các bạn nhìn cái cảm giác đó, các bạn nghĩ là ví dụ như chẳng hạn như các bạn bỏ cái cảm giác đó và thì các bạn có chịu nổi không. Thì khi mà các bạn quan sát đủ nhiều thì cộng thêm về cái lý trí nữa, là các bạn nghĩ là nó sẽ không tốt cho bản thân mình, và các bạn sẽ thiết lập một cái thói quen mới là uống nước ép, ăn trái cây. Thì một thời gian đủ nhiều các bạn sẽ tự có thể bỏ được, chứ không thể nào nói là lý trí nói các bạn 100% là các bạn bỏ là các bạn sẽ bỏ được. Ok, có thể là cái phần giải thích về cái việc cai nghiện mình nói hơi khó, tại vì cái ngôn từ trong mình nó chưa có được nhiều để mình giải thích về cái vấn đề đó. Thì các bạn cứ quan sát cái cảm giác mà các bạn khi mà uống trà hoặc là cà phê với cái khi mà mình không có uống thì mình thấy như thế nào. Khi mà mình chẳng hạn như mình biết được cái vấn đề đó rồi, mình biết là từ từ mình sẽ bỏ được thôi à. Chứ tại vì mình đã biết là tại sao mình nghiện cái đó rồi á, thì rồi xong cái mình thêm cái lý trí vô là à
tại sao mình lại nên bỏ cái đó thì chắc chắn là các bạn sẽ bỏ được. Rất cảm ơn các bạn đã xem video clip ngày hôm nay, thì hy vọng cái clip này có thể giúp cho các bạn hiểu được cái tác hại của trà và cà phê đến cơ thể của bạn như thế nào. Thì tuy nhiên là một tuần hai tuần uống lần mà không sao nha, chứ đừng có mà kiêng hết hoàn toàn nha. Những cái thú vui trong cuộc sống thì các bạn nên cảm nhận và nên hài hòa nó, chứ không phải là kiêng quá như một vị thánh đâu. Thì các bạn vẫn có thể ăn ngọt, lâu lâu các bạn vẫn có thể ăn ngọt, lâu lâu các bạn vẫn có thể ăn bánh mì trong cái độ mà các bạn kiểm soát được vừa phải không sao, và các bạn lâu lâu có thể uống trà và cà phê không sao. Như là mình cuối tuần mình cũng hay ra uống cà phê thôi, cũng chả sao hết. Thì hãy like và subscribe kênh YouTube của mình để có thể biết thêm nhiều kiến thức về trị mụn và giảm cân và những cái liên quan về sức khỏe, tại vì mình thì chuyên theo về cái holistic therapy. Xin chào và tạm biệt.